What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng review cho anh em hai con chuột gaming. Và hai em chuột này thì có tầm giá rất là dễ chịu. Nó khoảng tầm dưới 300 ngàn thôi, nhưng nó đem lại cho mình những cái trải nghiệm cực kỳ ngon. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng review hai em chuột này nhé. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với em chuột ít sâu trước. Thì em này sẽ có cái thương hiệu là ít sâu ở đây. Nó có cái hình cái con ma hình như có cánh hay giống Batman gì đó, mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà nói chung là nhìn nó cũng khá là ngầu. Bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp luôn. Tại vì con này thì có hộp xịn sò hơn là con kia, cho nên là mình sẽ bóc em này trước. Em này dán băng keo khá là kỹ. Rồi ở phía bên trong thì chúng ta lại có thêm một cái hộp nữa. Và con này nó sẽ đóng gói làm hai hộp. Tuy là giá thành của nó khá là rẻ, nhưng mà nó có đóng gói rất là chắc chắn và đẹp. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái túi. Đây. Đó, có một cái túi bằng nỉ rất là mềm mại. Đó, có cả logo XO luôn. Ở trong này nó sẽ XO thì nó sẽ có cái con chuột nằm ở phía trong này. Cái túi này chính là cái túi đựng chuột nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể mang đi, mang con chuột của mình đi khắp nơi. Ở phía trong thì chúng ta có một số cái giấy tờ vớ vẩn, rồi có cả một cái sticker để dán logo XO á. Khá là chuyên nghiệp. Ok, chúng ta sẽ bỏ hết sang một bên. Rồi chúng ta quay trở lại với em chuột chính, em chuột XO. Em này sẽ có mã là XM6 ở phía sau đây. Ở phía dưới đít thì chúng ta có nhìn thấy rõ ràng là có 4 cái phít chuột khá là to như thế này và rất là dày. Cái phít chuột này sẽ giúp cho chúng ta di nó mượt mà hơn và cũng như là nó sẽ bền hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái dải màu trắng ở đây, chính là cái dải đục này, chính là cái dải để cho đèn LED xuyên qua. Đó, mắt đọc của nó sẽ nằm ở chính giữa. Về cái hình dáng ban đầu của em này thì chính là hình dáng đối xứng như các bạn thấy ở đây. Thì với hình dáng đối xứng này chúng ta có thể dễ dàng dùng tay trái hoặc là tay phải. Kích thước của nó khá là nhỏ gọn, chỉ khoảng tầm 15cm mà thôi. Khá là nhỏ gọn và phù hợp với hầu hết tất cả các cái tay cầm hiện nay. Và rất hợp với những bạn nào mà thích cầm kiểu claw hay là kiểu finger, tức là chỉ có chạm một ít về trên con chuột thôi. Nó sẽ giúp cho các bạn vẩy tốt hơn. Đồng thời là chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là cái lớp phủ nhung ở bên ngoài này. Cái lớp này thì giúp cho chúng ta cầm có vẻ bám tay hơn và cầm có cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái điểm yếu của cái lớp phủ nhung này đó chính là dễ bám mồ hôi và vân tay. Ở phía trên con chuột thì chúng ta sẽ thấy có cái logo nằm ở phía sau đít này. Logo này cũng sẽ xuyên LED nha các bạn. Chúng ta sẽ có một nút chỉnh DPI nhỏ nhỏ phía đây. Con lăn này khi mình lăn thì có cảm giác cực kỳ là trơn và mượt mà, không có cảm giác kêu rít rít hoặc là không có cảm giác nặng nề và nó rất là nhẹ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút phụ nữa. Cái nút này đến là nút click chuột nhanh. Khi mình nhấp này thì giống như là double click luôn, không cần phải nhấp chuột hai lần chuột trái nữa. Ở phía bên hông thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai nút tới và lùi, chính là hai nút tới lùi ở trong trình duyệt web. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng phần mềm để chỉnh hai nút này thành hai nút bất kỳ ở trên vi tính, hai nút bất kỳ để mình có thể sử dụng thuận tiện hơn. Có một điều khá là đặc biệt là ở phía bên hông của em chuột này, cả hai bên đều sử dụng một chất liệu nhựa, đó là nhựa nhám. Thì khi mình cầm vào nó rất là bám tay, có cảm giác cầm rất là sướng và đầm. Trọng lượng của em chuột này cũng khá là nhẹ, cho nên là mình nghĩ nó sẽ thích hợp với rất là nhiều game thủ mà chơi game FPS. Về dây cáp của em này thì cũng được trang bị dây cáp bục dù dài 1.8m, rất là dài, đủ để cho các bạn có thể nối đến PC. Và chúng ta vẫn sẽ có cục chống nhiễu ở đây. Và nhiên thì nó cái đầu USB của nó sẽ không được mạ vàng nha các bạn. Đầu nó sẽ là đầu thường thôi, chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều rồi. Với con chuột, với em chuột với giá chỉ có 200 ngàn như thế này. Ok, chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về cái hiệu năng cũng như là hệ thống đèn LED của em này. Em này sẽ có hệ thống đèn LED ở logo cũng như là phía dưới đáy như thế này, rất là sáng. Đó, đủ để chúng ta có thể nhìn thấy được cái ánh sáng của em này hắt lên khá là đẹp. Để đổi DPI thì chúng ta sẽ nhấp nút ở giữa đây và nó cũng sẽ là đổi màu LED luôn cho các bạn. Đó, nó sẽ có 4 màu tương ứng với lại 4 nấc DPI. Ngoài ra thì con này có mắt đọc đó là Avago 3050, một trong những con mắt đặt khá là ngon. Và nó có cái mức DPI tối đa lên tới 4000, đủ dùng để cho các cái game thủ để chơi game FPS. Hai nút trái phải của em này thì được trang bị hai nút của Otemu với độ bền lên tới 20 triệu lượt nhấn, cho nên các bạn yên tâm là cái độ bền của em này đủ để cho các bạn chai ha, tức là chơi khá là lâu dài thì mới có thể bị double click hoặc là bị hư được. Về hai nút trái phải này, khi mình sử dụng bấm thì có cảm giác cực kỳ nảy luôn và bấm nghe tiếng khá là êm chứ không có quá đinh tai. Về cảm giác bấm thì phải nói là không có gì bàn cãi rồi, quá ngon, vì switch của nó cũng là switch Hono mà, một trong những switch khá là có tiếng.
Và điểm yếu của em này chắc có lẽ là không có phần mềm sử dụng để mình chỉnh macro, và cũng như không có hệ thống chỉnh DPI qua phần mềm, mà nó chỉ có 4 nút BPI mặc định mà thôi. Nhưng mà với tầm giá khoảng 200 ngàn thì như vậy là quá đủ rồi, quá ngon cho một em chuột giá rẻ. Ok, bây giờ mình sẽ sang một con chuột cắt mà đến từ nhà LZ, một trong những con chuột mà mình nghĩ là nó sẽ rất đáng giá trong tầm tiền 300 ngàn nhé. Và đây là em chuột LZ Man M30 M318. Em chuột này thì phía bên ngoài đóng gói không có gì đặc biệt, chỉ là một cái hộp giấy, và phía bên trong là chúng ta sẽ có một em chuột ở nằm ở trong này thôi. Đó. Thế nên chúng ta sẽ đi nhanh qua con chuột này nhá. Đầu tiên thì về thiết kế của em này sẽ là thiết kế công thái học, trái ngược hoàn toàn với lại em XO kia. Và với cái kiểu thiết kế công thái học này thì mình cầm sẽ có cảm giác cực kỳ là êm tay. Khi mình bỏ vào thì nó sẽ vừa ngay chứ không có cảm giác cấn hay là bị hụt. Nhưng mà cái này lưu ý là các bạn sử dụng tay phải nhé, còn tay trái cầm nó sẽ hơi vướng một chút, không có phù hợp lắm. Về cái chất liệu của em này, bên ngoài thì sử dụng là lớp nhựa nhám, và lớp nhựa nhám này tuy nhiên không phải là phủ nhung cho nên nó sẽ cho cảm giác cầm nắm không sướng lắm. Nhưng ngược lại thì nó sẽ bù cho chúng ta được một cái là nó sẽ chống bám mồ hôi vân tay cực kỳ tốt. Khi mình sử dụng lâu dài thì nó vẫn không có hiện tượng đó là bị chóc hay là bị bám mồ hôi vân tay. Nếu mà bẩn thì chúng ta chỉ việc lấy dễ lau đi là xong. Thiết kế của em này thì khá giống với những con chuột gaming công thái học khác, ví dụ như Razer hoặc là mấy con như ROG vân vân. Nó sẽ có hai nút ở phía trên này để chỉnh tăng giảm DPI, một con lăn ở giữa như đây. Con lăn này thì lăn nó sẽ kêu to hơn con kia, tuy nhiên thì có cảm giác lăn nó sẽ cứng cáp hơn một chút. Hai nút bấm này cực kỳ nảy luôn nha các bạn, cũng sử dụng Smith Vono với độ bền là 20 triệu lực nhấn, cho nên các bạn yên tâm về độ bền. Ở phía dưới thân chuột thì chúng ta sẽ có một cái logo LZ Man ở đây, và cái logo này cũng giúp cho đèn LED tỏa qua nha các bạn. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy có ba nút, đó là ba nút này là nút tiến hoặc nút lùi. Đồng thời chúng ta sẽ có một nút ở đây nữa, cái nút này thì là nút chỉnh các cái chế độ ghim tâm của em này, đó là một trong những cái điểm đặc biệt của em này đó. Đó. Ở phía mặt đáy thì chúng ta sẽ có bốn cái feed chuột này thì cực kỳ đặc biệt ở một chỗ là nó làm bằng kim loại nha các bạn, làm bằng kim loại. Nên các bạn yên tâm nó sẽ không bao giờ mòn, mà nó chỉ có mòn lót chuột thôi chứ không bao giờ mòn phít. Đó, và di cực kỳ mượt luôn nha các bạn. Đó, một cái điểm rất là ngon. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút nhỏ ở đây, cái nút này có thể bấm được nhé. Cái nút này chính là cái nút chuyển sang chế độ ghim tâm của em này. Thì sang chế độ ghim tâm tức là sao? Là một số em chuột thì nó sẽ hỗ trợ phần mềm, tuy nhiên thì em này không có phần mềm và nó sẽ có tự động gắn mặc định ở trong này luôn. Thì khi mình bắn, mình chuyển sang chế độ ghim tâm á, thì khi mình bắn thì nó sẽ tự động dịch con chuột xuống để cho cái tâm của con chuột không bị nảy lên quá cao. Đó, như vậy là các bạn biết là dùng để làm gì rồi chứ. Ok, màu sắc của em này thì làm khá là đẹp. Nó sẽ gồm có hai màu, đó là từ màu đen sang màu cam đục như thế này. Khá là đẹp. Và cái dải nhựa ở giữa này cũng chính là cái dải đèn LED của nó luôn. Đèn LED của em này sẽ là chạy RGB, tức là chạy đuổi RGB rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Về dây chuột thì sao? Dây chuột thì em này cũng sử dụng dây chuột bằng nhựa thôi. Tuy nhiên thì cái nhựa này của nó làm rất là cứng cáp, được bện, xoắn là nhìn rất là đẹp. Ngoài ra thì nó vẫn có trang bị cho chúng ta một cái băng dính, một cái đầu chống nhiễu. Và tất nhiên nó sẽ không có đầu USB màu vàng. Rồi đây chính là cái hiệu ứng đèn LED của em này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là rất là mượt. LED chạy RGB cực kỳ đẹp luôn. Cái logo của nó thì sẽ sáng màu riêng nha các bạn. Còn cái dải hai bên của nó sẽ là chạy màu riêng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây cực kỳ đẹp. Và nó mượt mà chứ không phải kiểu như những cái con mà nó hơi phết phết một tí thì nó thì cái LED nó không được mượt cho lắm. Tuy nhiên thì con này làm rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đổi DPI thì cái LED logo này nó cũng sẽ đổi màu riêng. Đó. Đó, mỗi nấc nó sẽ có một màu khác nhau cho các bạn lựa chọn từ 500 cho đến 4.000, cực kỳ ngon. Và con này đang sử dụng đó là mắt đọc Avago 3325, một con những con mắt đọc cực kỳ là ngon nha các bạn, rất là ngon luôn đấy chứ không phải là ngon thường đâu. Con mắt đọc này hỗ trợ tối đa lên tới là 5.000 DPI và nó có cái độ chính xác cực kỳ cao luôn và rất là ổn định. Một trong những con mắt đọc mà mình thấy là rất là nhiều game thủ sử dụng và có mặt ở trên một số các cái con chuột khá là nổi tiếng đó. Các bạn có thể tìm hiểu Google về con AR3325 nhé. Đó chính là cái con chip mắt đọc của em này đấy. Về độ bền thì các bạn biết rồi đó, thì nó sử dụng Smith Vano với độ bền 20 triệu lượt nhấn ở hai chuột trái phải, cực kỳ ngon rồi. Mắt đọc 3325. Và giá của em này thì có khoảng thì giá chỉ có 300 ngàn đồng thôi, quá là ngon luôn. Nếu như mình mà là một game thủ chuyên nghiệp, mình thích chơi game FPS thì mình chắc chắn sẽ lựa em này, vì nó sẽ có hiệu năng cao này. Ngoài ra mắt đọc ngon, cực kỳ chuẩn xác và còn có chế độ ghim tâm nữa. Còn gì mà bét hơn nữa chứ.
Tuy nhiên thì em này về bên mình khá là ít, cho nên các bạn nếu mà có điều kiện hãy order ngay nhé, tại vì nó có giới hạn thôi chứ không có nhiều. Như vậy là mình đã vừa đi review xong cho các anh em hai con chuột, đó là con chuột X-Show mã MX6, XM6 với lại một con chuột là Jetman 318. Thì các bạn thấy con chuột nào ngon? Thì như các bạn thấy đấy, một con chuột tầm giá 200 ngàn và một con chuột tầm giá 300 ngàn. Tuy nhiên trên 100 ngàn thôi là cũng đủ làm nên rất là nhiều việc rồi. Nếu mà các bạn thích sự nhỏ gọn, cầm nắm cảm giác rất là sướng, bám tay thì sẽ lựa em này. Và mắt đọc của nó cũng không hề dở đâu nhé. 3050 cũng rất là ngon đấy. Còn em này thì nó sẽ thiên về công đại học, dành cho những bạn nào chuyên về thuận tay phải, thích form cầm to hơn một chút. Tuy là em này có cái bui nó không có cái lớp màu nhám như con kia, nhưng mà ở hai bên cạnh của nó sẽ có một cái lớp cao su cực kỳ ngon luôn. Các bạn cầm lên thì nó rất là bám tay, đó, rất là sướng. Và nó đang sử dụng con mắt đặc 3325, một con những con mắt đặc được đánh giá rất là cao trong cái giới game thủ. Và độ bền của hai em này thì ngang nhau thôi, đều 20 triệu lượt nhấn switch của Hano, không có gì phải bàn cãi rồi. Các bạn thấy sao về hai con bàn Các bạn thấy sao về hai con chuột này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại ở phía dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À quên, các bạn có thể xem thêm các video ở bên phía bên tay trái hoặc là phía bên tay phải đây để xem về các cái gaming gear mà bên Boss Gaming review nhé. Nếu các bạn thấy hứng thú thì hãy nhớ ấn một lúc subscribe dành cho kênh Boss Gear của mình ở ngay đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!